Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại thì một vlog của tôi nữa. Vậy ngày hôm nay tôi đang có mặt tại Đà Lạt đi chơi cùng với lại người yêu và bạn bè. Thì cũng một năm mấy rồi các bạn mới quay trở lại Đà Lạt chơi luôn á. Thì cái lần cuối cùng mình đi Đà Lạt á là cũng là tháng 6 luôn. Thì bây giờ hiện tại là tháng 6 luôn. Cái ngày trước mà tấm hình mình check in cái tấm hình cuối cùng á là khoảng chừng ngày 11. Thì bây giờ mình đang có mặt tại Đà Lạt vào cái ngày 11 luôn. Hey, đây là cái người bạn đi cùng tôi trong chuyến đi lạc ngày hôm nay các bạn. Bố đường. Bố đường. Tối quốc rồi, luôn. Hết đi. Tối quốc luôn. Bố không? Dạ, đi nha. Ừ, đi. Alo. Hello, hello La Bầu. Hôm mình cho các bạn coi cái bạn Bola có gì thay đổi trong thời gian gần đây nha các bạn. Khoan khoan khoan. Bola bây giờ đã bụng bự rồi các bạn. Đây. Chúc mừng anh là con trai chính hiệu. Yes, chúng ta sẽ đi thôi. Nhiệm vụ kế tiếp là anh quốc cho tôi có bầu luôn, nuôi tôi luôn. Ok, rồi. Có bầu rồi anh quốc. Ê, công chúa ơi. Công chúa. Đang làm gì vậy? Ỉa hả? À, ok. Yeah, công chúa đang sẵn đồ nè các bạn. What the fuck are you wearing? Ok, đi. Di chuyển. Đây các bạn. Đây là em gái của Bầu La nha. Ê, đi đâu vậy? Quay lại ơi. Em gái của Bầu La nha các bạn. Thì cái bạn này á, cái bé này á là bé Lai nha. Nửa Việt, nửa Úc. Bé tên gì vậy? Anh chia là. Đó, để mình What's your name? Quá cho anh em. Để mình quay cận cảnh nha. Quay cái mặt gần gần như vậy nè để cho các bạn thấy con gái Lai lúc nhỏ nhìn như thế nào. Quay xuống. Thưa cô. Lúc đầu là Bao La và La Bâu. Oh, công chúa. Công chúa ngủ trong chuồng. Ở đất xong lên mẹ. Để tiếp tục quay con Lai tiếp nha. Để quay cho mình quay cái sát cái mắt này, nó con mắt con Lai nó giống vậy nè. Nó cái đầu cũng quăng quăng á. Hi sister. Jennifer Lopez. Lô thú cưng á. Truyền hình tiếng nói nhân dân YouTube đã quay trở lại các bạn tại Đà Lạt. Thì cái mùa này mình thấy số lượng khách du lịch cũng không được đông lắm các bạn. Chỉ là trên quá trình đi thì nó hơi gian nan một xíu, mình sẽ kể về một cái vlog kỳ sau nha. Đó, tình hình hiện tại giờ là tan lúc. Kể luôn đi. Kể luôn hả? Ờ, là anh muốn tách vlog rồi hả? Không đâu, đâu tách đâu. Rồi thôi em kể đi. Thì cũng vừa kể vừa thông báo với anh em là mấy người mà hay chạy xe hơi đi Đà Lạt á. Hiện tại là mấy bạn phải chấp hành cái luật giao thông, có nghĩa là có thể là trước đó mấy bạn chạy, mấy bạn có thể xin xỏ hay gì thì tôi không biết. Nhưng mà hiện tại mấy bạn đi là mấy bạn phải bắt buộc chấp hành. Nói chung chấp hành thì đương nhiên lúc nào mình cũng phải chấp hành luật giao thông rồi. Nhưng mà đợt này mình phải càng kỹ hơn. Chứ là phạt là không có xin, nó lại không xin gì được hết á. Và phạt bao nhiêu là bao nhiêu. Đó. Rồi. Thì bản thân mình cũng bị tịch thu bằng lái mấy bạn. Rồi, khoai. 2 tháng. Khoai tối hôm qua chạy lố 10 cây các bạn, 61/50 thì tình hình là cũng không có xin xỏ hay nhờ ông chú, ông cậu, ông ngoại, ông gì cũng đó. Là nói chung là bị 2 tháng sau phải quay trở lại đây lấy cái bằng lái các bạn. Nói chung là đang có trong một chiến dịch là hôm qua bị bắt các bạn. Phạt 5 triệu với lại tịch thu luôn bằng lái rồi, giờ chạy không có bằng. Bây giờ các bạn đi Đà Lạt nha, nhớ một điều là chạy đúng tốc độ với các bạn. Thì đây là cái chuyến đi Đà Lạt mà hồi xưa đến giờ mình đi một lâu nhất, chậm nhất, chán nhất, bực mình nhất, muốn ói nhất. Nhưng mà phải chịu đủ mà. Rồi nói chung là vậy các bạn, nói chung là Đà Lạt bây giờ đó, rất là khó nha. Lố một cái là để các bạn ở lại luôn, khỏi xin. À, mọi người có comment đó Paula, là lót này chưa up nhưng mà anh biết mọi người comment là tại sao bữa giờ em không làm YouTube nữa. Tính ra YouTube em cũng view tốt á. Tại vì em làm biến chứ. Cái lời đúng đơn giản. Ở đây nha. Giờ em hỏi còn đồ ăn không? Ok. Cái này cái chỗ
Địa điểm đầu tiên là tụi mình sẽ ghé vô. Nhưng mà đứng ra để Khoa hỏi. Chưa, để Khoa vô đó. Để tài xế đi hỏi. Tôi biết lâu rồi các bạn cũng nhớ những cái blog này lắm. Các bạn muốn tìm hiểu gia đình chúng tôi hiện tại bây giờ đang ra sao. Hiện tại chúng tôi bây giờ vẫn rất ổn, rất giàu và rất có tiền và đẹp trai các bạn. Yeah. Đây, chủ tịch Sen Liên Khoa các bạn. Hiện tại bây giờ tôi cho thấy anh khỏe và giàu á, nhưng mà cái áo này mới ra đúng không? Chính xác, và đây là một cái quán bánh mì xíu mại mà với mình là số 1 Đà Lạt luôn nhớ lại. Ok, vô. Bao nhiêu người á? Xong. Em bé có ăn không vậy? Dạ ăn luôn. Không, không thì bé em bé thì múc không cây á. Cứ mang phần em bé qua ăn giùm. Không, ăn không cây. Lấy không cây nha. Một cây không cây. Rồi có ăn được nhiêu ăn không, người lớn ăn được không? Có trứng nữa mà đúng không? Có đem chiên xíu mà. Tết. Hết Tết. Hết Tết này. Cái này là mùng 1, đây bên đây mùng 3. Mùng 3 hết bộ đỏ rồi. Chưa nào. Tóc quăng tự nhiên à. Không chịu. Đây, cái quán ăn này nhìn giống như ở trong nhà nấu được không? Giống như nhà mình được không các bếp? Bếp như trong nhà mình. Vậy bạn tên gì á? Gì? Bạn tên gì? Tên gì? Tên Ly. Bạn này tên gì? Thanh Trần. Bu hả? Cách cái cách mọi người ăn này nè. Tôi người nước ngoài về tôi không biết mọi người ăn sao đó. Bữa này là gì vậy con? Này là trứng gì vậy? À sốt em, trứng trứng gà xong rồi sốt tay đen, sốt nhà đánh á. Dạ. Ok. Wow, wow. Mayonnaise. Rồi ra cho nó xem sao cho lại. Nước tương. Hành lá. Trứng gà mayonnaise. Đó giống vậy nè. Okay. Ăn được không mẹ? Lụp chụp luôn rồi, quá ngon quá, ăn lụp chụp luôn rồi. Lụp chụp luôn, chụp luôn rồi. Cập nhật tình hình nha các bạn. Thì hồi nãy là ăn xíu mại, cái trứng da ô, lại bánh mì, sữa đậu nành. Trời ơi, năm cái combo đập vô một cái là mình giờ mình buồn ngủ luôn các bạn. Ăn ngon quá. Mà ngon nhất là cái trứng nha các bạn. Phải hết luôn rồi. Trứng nó có cái mayonnaise á. Đúng rồi. Mayonnaise. Cái combo đó các bạn nhớ là phải mua cái trứng nha. Ăn đủ 5 món vọng vô cái là các bạn mắc khiếp. Đọc địa chỉ đó. 445 Lê Đại Hành. À 45 Lê Đại Hành nha các bạn. Số 3 cũ nha. Số 3 cũ. À, địa điểm kế tiếp là bạn Khoa sẽ dẫn tụi mình đến cái chỗ mà túi túi mua to các bạn. Đây. View đẹp không? Đóng gỗ luôn. Đây đây đây. Té uổng này té lăn cái lọt dưới luôn. Cầm ở trên này. Giống. Lâu lắm rồi mới ăn mấy cái bánh này nha các bạn. Bò biết lâu là bao nhiêu lâu? Mấy năm rồi các bạn. Không, Đà Lạt bán mới nhiều nhất. Đồ gà Sài Gòn bán nhiều nhất, búa nữa. Nhưng mà Đà Lạt bán ngon hơn, tại vì cái không khí của Đà Lạt ăn ngon hơn. Ok, có thể là như vậy. Còn ở Sài Gòn là nó khác. Với lại cái miếng bánh này trên Sài Gòn á, nó cái màu nó trắng hơn. Đúng. Đúng không? Cái này đường nó mía hơn. Kia nó tinh luyện hơn, hiểu không? Đường nó mía hơn. Cái chữ mía sử dụng vô cái khúc này, cái câu này nó không hợp lý lắm. Đường mía. Nhìn bô la mía hơn. Angela carefully, don't go outside. Trên này ăn kẹp bò bía ngọt đúng không? Angela carefully. Kẹp anh Vũ biết kéo không? Kéo không? À, thua, chịu. Giờ ăn kẹp. Thêm một cái kẹo chỉ. Thêm một cái kẹo chỉ nữa. Hai cái kẹo chỉ. Hai kẹo chỉ. Thêm hai cái nữa. Đúng rồi. Anh uống gì? Cao nóng. Cao nóng hả? Giờ anh đi đâu? Giờ đi ra ngoài coi mọi người uống gì. À, đúng là người tốt. Cảm ơn anh nha. Bị bắt rồi mà. Bị bắt. Chào.
một cái bạc xỉu. Bạc xỉu mình dùng nóng hay đá nhỉ? Nóng. Dạ rồi. Một cái cacao nóng. Ủa, tấm này đúng không? Trung thật nhất luôn. Đúng rồi, tấm đó. Thì giờ chụp tự nhiên mà, tự nhiên ai cũng xấu mà. Nào diễn có đẹp chứ. Thôi diễn rồi, diễn rồi, diễn rồi. Thôi hỏi đi. Nè, đưa ra em quay cận cái mặt anh nè, anh nhìn cái mặt anh nè, đó. Chỉ đáng chữa là ổn chứ. Đúng rồi đó, đẹp nhất đám á. Đó. Đó anh quay gì không nè, đó. Đó ở đây, nó đang lên nha. Đó, thử rồi, để ra anh ao anh coi thử. Là, con đưa cho mẹ cái chai gừng kìa. Chai gừng của mẹ nè. Uống nó gừng luôn mà. Rồi, bị nói quá, bây giờ mình sẽ mở góc rộng mình quay nha các bạn. Bị nói quá, bị nói quá. Sợ bị nói nữa. Sợ bị nói gì vậy? Nói quay cận cái mặt quá, xấu quá. Chính xác luôn á. Dạ. Nói thiệt là lúc nào cũng sẽ như vậy. Cái trình độ tôi quay nhìn nó cũng có nghệ thuật vui vẻ mà. Không, không gọi là trình độ luôn. Không gọi là trình độ luôn. Không? Cứ là ô về. Ô về. Cười vui vui luôn. Khúc này cắt ra 10 khúc cười á. Làm mê mê được luôn á. Ừ. Má gì mê cần chụp hình xuống quá. Cái này ai không biết, con khỏi giới thiệu, con chụp hình con cố gắng đẹp luôn mà nó không đẹp. Kỳ quá, chứ có quay lên bầu trời là bầu trời đẹp thì nó mới cứu được thôi. Quay lúc nào mà đang đẹp luôn cái quay nè. Có Angela quay cận là đẹp nhất nè. Tại lúc còn nhỏ á. Không, em qua là lúc sau là quay là không cần trang điểm, không thì luôn trang điểm. Ú, hay dữ. Vỗ tay. Ấu, ấu, ấu. Angela mấy tuổi rồi cô? 4 tuổi rồi cô? 4 tuổi. 4 tuổi chưa được 1 tháng. Angela Windreen. Thiên thần cánh xanh. Thiên thần cánh màu hồng và cánh màu xanh. Cánh màu xanh lá đầu quắn. Bây giờ mình sẽ hỏi mọi người một câu. Mình sẽ hỏi luôn các bạn là lý do các bạn đến Đà Lạt để làm cái gì? Gửi tiền. Ai lia món này? Ai fucking lia món này? Quá chung quanh. Rồi. Xong luôn. Ê, lý do tới Đà Lạt là để làm cái gì? Thì chở vợ có bầu cho đi chơi. Mốt đâu đi được đâu. Là chở anh đi chơi nè. Thì đâu được. Không biết rồi, cái đó là mình tới đây. Mà cái lý do để mà em chọn Đà Lạt là cái điểm du lịch là cái gì? Anh là đại diện cho công ty du lịch Đà Lạt. Tại vì em đéo đi nước ngoài được. Rồi, hơi đụng mẹ. Không phải kiểu như là cực sống. Nói giỡn với Đà Lạt là thành phố mộng mơ các bạn. Lại lên đây thoải mái. Dễ năm chịu. Năm trước lại rẻ nữa, gần nữa, hết. Đấy, mình đi là cùng cái ngày của năm ngoái luôn á. Năm ngoái mình cũng đi luôn, ngay ngày này luôn. Nhưng mà năm ngoái mình đi quay, có gặp cái có gặp em con bữa rồi. Giờ bò la được thì họ nó không dám nói chuyện, sợ. Không phải đường không biết luôn á. Gặp một bữa. Không, nhưng mà cái cảnh này đẹp nha anh. Cảnh này đẹp nè. Gặp mấy bữa đúng không? Gặp mấy ngày á. Hay nhức đầu quá bây giờ nè. Xong rồi làm gì nữa nè. Ổng thôi đó mà con đi niềng răng á. Tối ngày gặp con Bora răng thưa. Là anh được cái này đi niềng răng tôi tốn tiền. Ừ, rồi xong rồi thằng này tốn tiền. Ân công báo. Rồi à, giờ vô chủ đề lại đi. Lý do bạn tới Đà Lạt là để làm cái gì? Tôi dẫn mẹ tôi đi nè. Không. Sao ai cũng trả lời câu chung chung quá vậy? Thế là tại sao em thấy vậy đây? Tại sao bạn cho Đà Lạt đi là cái nơi du lịch? Thích ở đây là tại vì sao? Nó mát, dễ bận đồ, không bị nóng, không bị đen. À nó không đen. Không nóng đen, đen nha. She have baby, she very nó hot inside body. She fucking hot body. Hỏi đi. Hay quá. Hỏi sao đi Đà Lạt? Cô hỏi nói rồi rửa tiền rồi đó mày á. Dương đi bắt kiếm chồng. Ủa cô em là mấy anh cha Đà Lạt hả? Không, Australia. Bây giờ anh cha bay gần. Con nhỏ này gì, nhỏ nước nào? Bạn này là đang bị ế vậy các bạn. Bị ế gì cha, người ta chưa có chọn được cái người phù hợp. Ồ vậy hả, ok. Ta chưa có thích gì, she don't like Việt Nam mi. Okay. Sài Gòn, Mexico. Em thích nước ngoài hả? Ừ. Rồi em lý do em tới lạ. Lý do em tới Đà Lạt cái làm gì? Chơi. She want to find out her friend. Không có nên hỏi câu hỏi này các bạn, linh tinh thiệt sự. Quay ngay đi. Rồi ok. Bây giờ tụi mình đang mới ăn nướng nữa, xong rồi ra chợ Đà Lạt ngồi nha các bạn. Với lại mình thì đang có một cái món quà đặc biệt để tặng cho Andy Vũ các bạn, nhân ngày kỷ niệm là 5 năm chơi chung. Đúng rồi, với lại món quà này mình xin tặng cho các bạn lại trên đang coi cái vlog ngày hôm nay. Chính xác là chúng mình cũng muốn chia sẻ cái niềm vui này không chỉ tới Andy Vũ mà tới những cái khán giả coi trên blog Andy Vũ. Đây.
167. Ok. Bây giờ đếm cùng nhau đếm 1, 2, 3 nào. 3, 2, 1. Đây là con cặt lan. Đây là cái củ khoai lang mà bự như con cặt vậy bạn. Cái này á, tụi mình hay gọi là cái củ cặt nè các bạn đúng. Đây, chia nhau nha. Anh bú dữ này. Trời ơi, đồ hát vui vẻ lắm. Cái này, anh sẽ ăn hết cái củ khoai. Đây. Các bạn, đây là cái củ cặt lan. Đang chơi. Nó có sức mạnh trong tay và sức mạnh của cặt. Tối này địch thúi nha. Địch chị đi hửi, bánh xác. Đây. Biết còn một cái nữa ăn vô địch thúi là gì chứ không đố anh. Không. Mực quá bình thường. Uống sữa. Từ từ. À, anh Nam Đi Vũ trả lời. Mít. Anh Nam Đi Vũ trả lời. Câu hỏi này cho anh Đi Vũ. Ngoài khoai lang ra cái gì? Đúng rồi luôn. Xíu mình đi cửa hàng 24 giờ. Trên Đà Lạt này có một cái cửa hàng 24 giờ. Đi mua sữa vô là. Trả lời kìa. Nguyên. Không má. Bưởi. Trời ơi, nãy giờ tao nói bưởi. Ý là muốn không trả lời. Trả lời. Trọng điểm chứ em đi hai. Đây là nhá. Quá chú chuối. Bạn qua. Đồ khá mặt người điện ảnh là vừa bật lên cái đồ. Là sao? Hãy nói tôi nghe một kỷ niệm đẹp nhất tại Đà Lạt mà bạn đã từng trải qua. Đẹp nhất đó hả? Ừ. Ở nhiều chứ, tính ra đi Đà Lạt nhiều phải liền đi là đến trên đây là chia tay bông la, đi lên đây cũng có, rồi chụp cưới với bông la trên đây, rồi đi với bạn bè, với những cái người bạn, xong rồi nghỉ chơi, rồi đi lên đây rất là nhiều, nhiều lắm, phải đi đây nó hơn 50 lần rồi. Là lần nào? Hơn 50 lần, hơn 100 lần. Đi nhiều. Bạn thấy tập trung vô câu trả hỏi cục mẹ. Cái tại bây giờ đẹp nhất là chỉ có chụp cưới thôi. Nó hẳn luôn, nó cái đó ý nghĩa nhất luôn. Còn lại là đâu có nào bằng đâu. Hả, bao nhiêu lá? Trả lời câu hỏi. Anh nói lại câu hỏi cho em. Cái kỷ niệm mà đẹp nhất mà bạn đã từng trải qua tại Đà Lạt là như thế nào? Mình nghĩ là chắc là ngày đầu tiên mà mình với lại Khoa đó lên đây. Lần đầu tiên là đi lên Đà Lạt là với Khoa. Là lạnh, siêu lạnh. Cái không khí nó là từ đó bây giờ không khí không bao giờ mà lạnh bằng cái lúc đó. Ừ. Cho nên là cái ngày đó sẽ ý nghĩa. Và cái lúc đó là tụi tôi ăn mì gói chứ không có tiền là đi ăn như giống như vậy luôn. Lúc kia các bạn ý nghĩa là 8 năm trước. Lỗ tai. Lúc kia các bạn sống tiết kiệm bây giờ. Cái gì tiết kiệm má, không có tiền. Chính mẹ. Lại xưa không có bạn bao. Ừ. Tại giờ không, giờ có tiền rồi bao bạn. Chính xác. Rồi, còn gì nữa không bà? Với lại cái kỷ niệm mà gọi là vui nhất đó là tụi tôi chia tay nhưng mà tôi đi lên đây theo Khoa, tôi đi kiếm Khoa luôn. Em chở, em chở. Oh, you. Dạ, em lái xe là Khoa, Bo Lan họ khóc sau lưng á. Sau lưng. Đi lên đây kiểu ôm lại kỷ niệm. Mê cả. Trời. Ở đây nè. Em nhớ lúc đó là anh Khoa cạo đầu. Ai? Đúng rồi. Ở đây nè. Cái kỷ niệm của bạn đẹp nhất của bạn là gì vậy bạn? Chở Bo Lan khóc trên đèo á. Là đi trên đèo là em chở là Bo Lan khóc. Là cái đó đẹp á. Là bạn muốn Bo Lan khóc tiếp à? Không. Kỷ niệm đáng nhớ luôn á. Anh ơi tao buồn quá. Gắn mi giả sao? Gắn mi giả 2 tiếng đồng hồ. Linh nói mọi người 2 tiếng đồng hồ mà một cặp mi giả mà em phải đợi em đói. Em mà đói mỏi mòn luôn. Ồ, đây là những câu chuyện thầm kín mà mọi người hôm nay coi lót cho Đi Vũ mới được nghe nha các bạn. Với lại kỷ niệm đẹp thứ hai là chụp hình cưới với Bo Lan đi chung. Rồi. Bất ngờ luôn á. Bo Lan chưa nhả vía với ông Thanh nữa. Đúng rồi. Trời ơi, nhả vía không biết bao nhiêu cái vía luôn á mọi người ơi. Bây giờ mà Thanh mà Thanh vẫn ế à. Sao đâu? Thanh vẫn chưa có bạn trai. Vẫn chưa có bạn trai với bạn ế nha mọi người ơi. Vẫn chưa bạn trai là ế nó khác nhau như thế nào bạn? Ế là ế nhẹ luôn. Bo Lan, Bo Lan. Người bán hàng ế là không có ai mua, vẫn chưa có là chưa có chọn được người. Anh dùng từ sai á. Tôi đâu có dùng từ sai, tôi đang tạo câu hỏi để cho mọi người trả lời. Tôi là cái content creator. Okay? Okay. Nhưng mà tôi thích. Okay. How about you, Jenny? Không. Cuộc sống em không. Nhạt chỉ cặt, không có gì vui hết. Không. Đi anh cũng vui luôn. Không. Kìa. Má đau.
đau quá, buồn quá, chắc về đi đi nữa. Có cái ngày hôm nay là ý nghĩa với trên này em được anh khen. Đúng rồi. Cái ý nghĩa nhất là hôm nay được anh Vũ khen mình đẹp. Lần đầu tiên mình khen trên này được các bạn. Tại vì con người mình quen rất một là năm mấy rồi đó. Tại vì anh rất là kiểu như không thích khen người ta nhưng mà trong lòng anh rất là thương người ta đó. Tỏ tình rồi. Đâu có con người anh không phải con người ngọt ngào nhưng mà anh hay dùng hành động mình để chứng minh á. Hành động của anh là gì? Anh nói đi. Chẳng hạn như là hôm bữa anh rất là bực em, muốn cho em ở nhà nhưng mà anh muốn em đi chơi để anh khen em trên Đà Lạt á, để anh lấy lại những gì cảm tình cho mình. Bao nhiêu lâu nay đã coi như là bị sức mẻ chút xíu đó. Trời ơi, đủ sức mẻ xíu. Ủa, ghê. Sớn rồi. Đúng là Đà Lạt mộng mơ. Đà Lạt mộng mơ thì các bạn, không có ai luôn. Không nếu gì lúc mà đâu về là mẹ mày ngủ rồi. Ôi trên đi, em có thể nào nói trên nghe được cái là đôi giày này là phong cách gì vậy trên này? Lolita mọi người. Cao quá. Xinh không? Lolita Cinderella hả? Ừ, nó cũng kiểu vậy. Ủa tại sao phải mang cái đôi giày trắng thay vì đôi giày màu đen hoặc là màu tím nha? Vì em có Lolita á. Lolita là trắng và đen hả? Nhưng mà nó hợp không? Hợp. Đẹp không? Beautiful bitch. La. Gì? Bạn mang đôi gì vậy? LV. Cái đôi này lần đầu tiên tôi mới thấy luôn á. Tôi cứ tưởng là những cái đôi bình thường mà bạn vẽ lên á. Đó à. Anh chơi dài mà. Là anh không để. Tôi chơi dài mà tôi đâu có chơi LV các bạn. Trời ơi. Mày bỏ ra cũng xịn á. Ồ, cái đôi này hồi tôi biết cái đôi này rồi nhưng mà tôi không biết cái kiểu này thôi. Cái đôi này là đặc biệt hả? Phiên bản đặc biệt hả? Anh nói nè, anh tại anh mua. Không cần nói. Hơi hả? Còn đôi dài bạn đang mang là gì vậy bạn? Apple One Custom tại Kiệt Quách. Trời ơi, sao đâu Kiệt Quách luôn nha. Trời ơi, Kiệt Quách dễ ra nha. Đơn giản thôi mấy bạn. Sao muốn hỏi gì nữa? Tự nói đi. Làm biết hỏi quá thì nói. Nói chung nói về cái cuộc sống của anh mày thì có cả ngàn câu hỏi. Đùa anh mày. Anh thì không biết phải nói gì với tụi em. Cái cảm giác mà bữa giờ em cái tập rap Việt anh cảm thấy là mình như thế nào anh Khoa? Cái vị thế của mình trong cái thế giới này như thế nào? Cái đó là những cái điều mà anh có thể dự toán trước được rồi, nên anh không có gì bất ngờ hết. Anh thể đoán được là anh có thể là năm nay thành công bao nhiêu luôn hả? Chính xác. Là anh nắm cái đó, các bạn sẽ cứ từ từ các bạn thấy kết quả thôi. Là anh nắm này, anh nắm thị trường luôn á. Nắm thị trường thì cái đó mình không có dám chắc. Nhưng mà nắm tay các bạn thì mình nắm tay đúng không? Rồi, cứ nha. Chị đánh lại em đó. Còn bạn, bạn nói gì nói luôn đi. Nói gì? Tự nói đi. Nói gì? Kể có gì, gì đâu. Chuyện ba, chuyện má hay là nhà có con gì á, nuôi gì đó. Không. Không có à? Không, nhà tôi không có gì hết trơn á. Bula nói gì không Bula? Dạ. Không nói gì nói, tâm sự ấp ủ trong bao nhiêu người á. Em đang dưỡng đứa bé thôi. Em có nôn là cái ngày mà em nhìn thấy được cái đứa cháu đầu tiên của anh không? Nôn chứ anh, nó là con em à. Ôi dạ hả? Em có tính đặt tên nó gì không? Andy Vũ, Andy Khoa, Andy Sen hay gì đó không? Không, em không, mới tiết lộ cho anh biết thôi. Ok. Em có dự tính là sau này con em sẽ làm ngành nghề gì không? Cái đó nó dự tính chứ không phải là em. Nó dự tính hả? Đúng. Có thể là do chú quyết định đúng không? Không. Không luôn hả? Nó là nó, không phải là ba hay là mẹ hay là anh. Còn bạn Khoa, bạn có dự tính cho con bạn không vậy? Bạn có muốn con bạn trở thành một cái người mà chơi dài, chơi xe hay là chơi một cái gì đó không? Dự tính cho nó chơi cái gì đó. Đúng rồi. Dự tính cho nó chơi cái gì đó. Đúng rồi. Cho nó chơi cái gì đó đi. Nó phải chơi. Con trai là phải chơi. Thì con trai thì nó sẽ chơi những thứ giống như con trai chơi thôi. Xong mình đi dự tính cho nó nữa. Mà bạn thích cho nó chơi cái gì? Chẳng hạn như bạn ép nó chơi xe, bạn muốn nó thành ép cái gì? Ép nó chơi xe. Đây là nói chung là quan điểm nó không có giống nhau từ cái lúc đặt câu hỏi anh trai à. Đúng. Nói chung là bạn không có dự tính cái gì cho con của bạn luôn hả? Đúng. Bạn có muốn nó đi theo một cái hướng gì không? Chẳng hạn như là tôi. Chắc chắn là không. Oh no, why? Tính ra tôi đang đi đúng đường mà hơi lệch hướng nhẹ. Chỉ cần đi đúng đường hơi lệch hướng nhẹ. Đúng rồi, anh chỉ cần bẻ cua lại, tấp vô lề đá chống một cái ngừng nổ máy xe đó, cho máy nó nguội lại chạy tiếp. Đúng rồi, là nói chung gọi chung mà đi lòng vòng á. Đúng rồi. Không có dự tính gì hết hả? Vẫn không muốn nói hả? Dạ. Không có dự tính nhưng mà là không muốn nói. Hay là không biết? Không có dự tính chứ không phải là không muốn nói, chứ không phải là không biết. Cái anh MC này hỏi những cái câu quá khờ khạo đồ quá. Quá vớ vẩn. Tôi là MC vô chi thì các bạn. Cái
thôi vậy cái ly cà phê mày cappuccino một cái ly khoan nha chị, bỏ cái trà ô long gừng đi, đổi qua cho em cái cho mình một cái cá ngừ kho thơm nha, hết cái phi latte đi, khoan kem dừa cũng mình là 7 món đó. Up and go. Cô la đi từ từ cô la. Em biết rồi, em đâu đi, em đang đứng. Up and go. Cô la đi từ từ cô la. Em biết rồi, em đâu đi, em đang đứng. Quay mà. Đợi một người. Để đi coi. Trong cái túi của mẹ á. Hello các bạn, thì bây giờ mình đã có mặt tại Sài Gòn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã coi cái vlog đi ở lại của tụi mình ngày hôm nay. Thì nãy giờ chạy cũng 7 tiếng đồng hồ bây giờ tới nhà đó các bạn. Thì tình hình là bây giờ các bạn đi chơi xa ở các tỉnh thì các bạn phải chú ý là chạy đúng tốc độ nha. Thôi tiếp đi, không sao. Thì cái vlog này nó cũng vậy hả mấy ba? Hẹn mấy ba vào vlog vì sao nha. Đúng mấy hôm bữa tôi mới quay cái vlog kia lên. Cái anh nào nói hôm bữa này chắc phải năm sau mới vào vlog tiếp đúng không? Ờ, rẽ ngại không nhậm vào vlog tiếp rồi nè. Ok nha, làm gì vậy? Rồi, vậy nha. Mệt quá rồi các bạn. Hẹn các bạn vào vlog vì sao nha. Cắt vừa. Cười gì vậy?